Dạ, đây là cảnh vớt rác trong đăng, rất rác thải nhựa rất là nhiều. Dạ. Mà rác nhiều là cá nó không có vô. Cá nó thấy rác á, là nó né. Nên giờ chú này phải vớt hết rác ra cho sạch cái đăng để cá lớn nó vô. Hôm nay em đi ngay một cái ngày mà không có được con cá 7 kg. Hôm qua hôm kia chú này vớt có cá 7 kg luôn. Nó bự hơn con chó luôn á. Không có thấy được cảnh này. Vớt con đó, con 7 kg đó vớt được bán mấy triệu luôn hả chú? Mấy trăm luôn hả chú? Dạ. Triệu mấy luôn hả? Dạ. 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 Rác gì cỡ đó đó. Rác thải nhựa nhiều.